Min Oan trong tay của game thủ Mạnh Hào. Và góc đẹp rồi. Sum Rom. Bên đội bạn là Sum Rom Sum Min, bên mình là Per Min Min Per. Tươi hiền tẹo. Đây là máy của game thủ Mạnh Hào. Hào là người được cầm Min Oan trong trận đấu này. U98 cũng là người cầm Min. Hai game thủ còn lại, Thành Lắc và Chi Boy đều là người được cầm Per. Trong khi đó thì Quýt là người được cầm Roman. Vâng, Xi Măng là người được cầm Min. Văn Nhất là người được cầm Summer Dian. Và cuối cùng Xuân Thứ là người cầm Summer khác. Vâng, Min Oan trong tay của game thủ của U98. Còn đây là máy của game thủ Thành Lắc cầm Persian ở phía bên ngoài. Đây là máy của game thủ Hello Chip Boy. Xem Chip Boy trận đấu này. Hy vọng rằng em sẽ tiếp tục tỏa sáng để cân bằng tỷ số một đều trong trận đấu thứ tư. Vâng, thắng nốt trận này bởi vì kèo đấu của chúng ta là kèo đến 6 giờ. Vâng, quay trở lại với trận đấu này thôi. Màn hình máy Persian trong tay của game thủ Hello Chip Boy. Một bảy hiệu 4, một bãi quả, không có đủ lùi về trong trận này. Bài đang không đẹp lắm cho những người cầm Per. Phải có voi về cơ. Chứ còn bài này thì không, tôi đang không thích. Để xem Persian của Thành Lắc. Vâng, Thành Lắc có hai voi. Trận đấu này có lẽ chúng ta cùng đến với Thành Lắc. Quả đầu thì lại là hơi xấu. Có thêm một bầy hiêu, đôi hiêu. Có đá được bầy hiêu kia về không? 2-3 nông dân kìa. Không biết là Lắc quyết định đánh bao nhiêu dân trận này. Như vậy đóng thêm một đè, có thêm một bãi quả phụ. Bài khỏe, quyết định đánh 24 nông dân. Kích đời. Đang thiếu chút thực. 7 kích, vâng, 7-3 bất tư với 24 nông dân vâng. Nói chung là tạm ổn. Và mình máy của game thủ Mạnh Hào nào. Vâng, bài cũng đang là tương đối quằn loằn vằn. Tất nhiên là nếu như xét về vâng, xét về thế đánh cung A của game thủ Mạnh Hào là một thẻ đánh qua ổn. Nhưng mà đồ ăn đang là hơi ít. U98. Vâng, U98 đang có ba voi và bắt đầu đi dâng lờ. Một trận đấu mà đánh sẽ ba chém và một cung dành cho thành viên của bên phía team Game TV. Rogan, Omis.
Vâng, gặp nhà màu 6 của game thủ Cam Quýt. Quýt cầm Roman trận đấu này. Quýt đã không chú ý. Ôi, bài Quýt cũng nhiều vòi. Ui, vâng, bài Quýt 6 vòi ở nhà đấy anh em ạ. Đó là người cầm Roman. Giò công giáp, ăn được 3 dần nhưng Quýt vẫn sẽ là một bài khỏe đấy. Vâng, lên đời rất sớm tới từ Cam Quýt. Tất nhiên rồi, đó là một bài giàu. Vâng, theo tin báo về 7 đánh cung đầu cánh và Quýt là người đi dâng. Cố gắng chọc chết nhà của Quýt đi. Trong khi ở phía bên này, Thành Lắc là người được cầm pơ. Gặp mồ 5. Xuân Thứ là người cầm Summer. Vâng, đội bạn có lẽ rằng cũng sẽ đánh theo kiểu thế 3 chế 1 cung thôi. Trong khi đến với chip boy Persian khác, gặp màu 7 ở đầu cánh, tơn tạt 2 chém cùng một cánh để có thể giúp cho Minoan trong tay cái thủ Mạnh Hào khỏe. Nhưng Mạnh Hào có khỏe được không thì nó là một câu chuyện mà chúng ta cần phải xét tới khi đây là một trận đấu mà game thủ Cam Quýt có đến 6 voi ở về nhà. Và tất nhiên là cái khả năng ô bom của Cam Quýt thì cũng không thể xem thường được. Nó rất ghê. Vâng, tơn để cung tê rất khôn khéo tới từ game thủ Mạnh Hào. 15 phút 27 giây, như vậy là 13 tròn rồi Mạnh Hào mới lên đời. 13 tròn Mạnh Hào mới kích đời. Đây là máy của game thủ U98. Em đang ôm bom được cả nhà của màu 7, vâng, cả nhà của màu 6 và cả nhà của màu 8 trong trận đấu này. Trong khi màu 7 thì game thủ Chip Boy đang đi. Và tạm thời thì mọi thứ nó vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của thành viên bên phía Team Game TV khi Mạnh Hào vẫn đang chưa bị công quá rát. Vâng, quay trở lại với Mạnh Hào. Hào đang bị úp. Có ai về cứu Hào không? Chip Boy về cứu Hào đi. Vâng, như vậy là Chip Boy có mặt ở phía đằng sau rồi. Màn máy của game thủ Hello Chip Boy để xem turn này có cứu được không. Đang tạm thời là vẫn chưa cứu được. Vâng, rất đông quân tới từ các thành viên của bên phía team Hà Nội đang đẩy sang khu vực này. Phải chân lực để có thể cứu nhà cho game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào vẩy ở phía bên trong, có lạc đà chém phía ngoài rồi. Vâng, Chip Boy đang điều lạc đà là rất tốt nhưng cung R17 vẫn đang đẩy lên là không ngừng, có chém đảo ở phía đằng trước. 2L vẫn đang bắt rất đều nhưng bên đội bạn cũng đang chảy, vâng, cũng đang chảy cung R. Màu 8 đang chém game thủ Hello Chip Boy. Vâng, dường như có thể nói là cả 4 nhà đánh phía bên này. Hào vẫn đang giữ được, vẫn đang giữ được một lượng công A ổn. Vâng, có một đạo đông dân chạy phía ngoài và gặp dân và oảng luôn. Vâng, công A hay áo đã có rồi. Theo tin báo về tới từ game thủ U98 báo về là màu 6 đã fit luôn. Và đó là một tin tốt. Bây giờ thì Hào chỉ cần là người đỡ được nhà thôi là ổn. Nhưng Xuân Thứ vẫn đang có điểm số rất cao. Cánh phía bên này thì dường như Thành Lắc đang bị, vâng, Xuân Thứ chém đi là rất khó chịu. Tham lai của người cầm pơ vẫn đang là 25/48. Vâng, có công phu tới từ game thủ màu 5. Xuân Thứ là người cầm Summer, cũng đang cố gắng để có thể ôm được hai nhà. Những tay chém vẫn đang cố gắng, thi đấu hết sức cố gắng. Và trận đấu U98 đã thông tin báo về là Quýt đã rất yếu. Vâng, tham lai bên mình đã bị đi. Chị Boy tham lai chỉ còn là 14 thôi. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ Mạnh Hào, tham lai là 35/72. Liệu rằng Hào có thể cân được bản đồ trong trận đấu này không? Tham lai mình là bị đi. Hào vẫn đang chưa có bánh xe khi anh đang phải chốc châu quần ra để đỡ nhà. Trận đấu một bài bên đội bạn đẹp. Quýt là người dâng được, vâng, có đến 6-7 voi ở nhà của mình. Vâng, như vậy là Hyper không làm gì được. Mạnh Hào lên đời quá muộn trong trận đấu này và 2-0 ở trong trận đấu thứ tư. Rất đáng tiếc. Thực ra trận này, vâng, đáng tiếc thì nói là hơi quá, bởi vì thực ra đội bạn rất đẹp.